Năm học này, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hà Lâu có 465 học sinh, trong đó 164 em nhà ở xa trường hoặc từ nhà đến nơi học địa hình cách trở, không thể đến trường và trở về nhà trong ngày hoặc không thể về nhà và đến trường giữa hai buổi học. Không còn được hưởng hỗ trợ tiền ăn bán trú cho vùng khó, nhiều học sinh có nguy cơ nghỉ học. Nhiều gia đình nỗ lực cho con em đến trường thì bữa cơm mang theo cũng không đảm bảo dinh dưỡng. Năm ngoái con ở trường con đã ăn no, còn bây giờ thì cô giáo không nấu nữa nên con phải mang cơm trưa đến trường. Xong có một ngày cơm bị thiêu nên con phải nhịn đói. Học sinh xa nhất thì là cách trường 16 cây, 15 đến 16 cây. Chính vì vậy mà để đưa con đi về trong ngày và đón con về trong ngày thì rất là vất vả và rất là khó đối với các bậc phụ huynh ở địa bàn xã Hà Lâu, một cái xã mà mới thoát khỏi cái xã đặc biệt khó khăn. Và một số phụ huynh khác cũng đưa đón con đi về trong ngày, nhưng tuy nhiên thì đối với cấp tiểu học là học 2 buổi trên ngày. Chính vì vậy mà có những phụ huynh chỉ đón con được buổi sáng và trưa chở con về, ăn trưa và nghỉ trưa thì lại không đưa con đến trường nữa. Tất cả các cái buổi chiều mà học buổi 2 của cấp tiểu học thì học sinh vắng rất là nhiều. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2019-2020 đến năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 359 cơ sở giáo dục với trên 75.000 lượt đối tượng thụ hưởng các chính sách đặc thù theo Nghị quyết 204 ngày 30 tháng 7 năm 2019 và Nghị quyết 248 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với tổng số kinh phí chi trả 167,3 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ tiền ăn 270.000 đồng một tháng cho một học sinh bán trú ngày, 720.000 đồng một tháng cho một học sinh bán trú tuần. Trẻ mầm non được hỗ trợ tiền ăn 149.000 đồng một tháng một trẻ. Cùng với các khoản hỗ trợ thuê người chăm sóc, nên đã giảm bớt kinh phí đóng góp của cha mẹ học sinh, đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh. Tuy nhiên, đến hết tháng 5 năm 2023, các đối tượng ở các xã thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, không còn được hưởng chính sách của Trung ương, của tỉnh quy định cho vùng này. Trong khi đời sống của nhân dân mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn đã tác động đến chất lượng, hiệu quả chăm sóc giáo dục học sinh trong năm học mới. Hiện nay thì các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ chính sách cho các đối tượng được thụ hưởng ở cái đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn thì đã hết hiệu lực. Chính vì thế mà cái kinh phí chi trả cho cái việc học tập, ví dụ như là ăn bán trú tại trường, rồi thì thuê nhân công cấp dưỡng và học phí thì đều do phụ huynh đóng góp. Nên là nhiều gia đình phụ huynh cũng rất là khó khăn khi đưa trẻ đến trường. So với năm học trước, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp ở trên địa bàn đạt 45%. Thì đến thời điểm hiện tại mới chỉ đạt khoảng 27-28% thôi. Có nghĩa nó sẽ giảm khoảng 11-12%. Theo thống kê sơ bộ của các huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, tỷ lệ trẻ mầm non và học sinh ra lớp, tỷ lệ trẻ học 2 buổi trên ngày ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ đầu năm học đến nay đều giảm so với cùng kỳ. Hiện nay, các địa phương đã có đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh cho phép tiếp tục kéo dài chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trẻ em, học sinh, học viên ở các xã mới ra khỏi vùng khó khăn và các thôn xã mới ra khỏi diện đặc biệt khó khăn nhằm đảm bảo chính sách hỗ trợ của tỉnh được thực hiện liên tục, tiếp tục phát huy hiệu quả và ổn định hoạt động dạy học cho các cơ sở giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cái giải pháp trước mắt của chúng tôi thì trong những ngày qua thì cũng đã cùng với cấp ủy chính quyền địa phương để chỉ đạo các nhà trường là họp phụ huynh để phụ huynh sẽ phát huy cái vai trò cao nhất, phối hợp chặt chẽ với nhà trường để huy động các em ra lớp cũng như là đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho các em. Tuy nhiên thì cái giải pháp của phụ huynh thì chúng tôi nhận thấy là đa phần là lựa chọn là mang cơm hoặc là mang cháo đến cho con ăn buổi trưa hoặc là đưa đón con về. Thế và cũng có một số phụ huynh thì cũng nhất trí với việc là sẽ tham gia đóng góp một phần để hỗ trợ kinh phí nhà trường tổ chức. Và chúng tôi thấy là với những cái địa bàn, đặc biệt là những cái xã Hà Lâu hay là xã Đại Dực và một số cái địa bàn khác nữa thì cái điều này nó không bền vững và nó ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 10.000 trẻ mầm non và gần 2.500 học sinh tiểu học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không còn được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 204 của tỉnh. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự thảo tờ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù của tỉnh quy định tại Nghị quyết số 204 và Nghị quyết số 248 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho đối tượng ở các xã đã ra khỏi vùng khó khăn
và thôn xã đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn theo quy định tại quyết định số 861 ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Việc xem xét ban hành các chính sách đặc thù hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ em, đảm bảo an sinh xã hội để mọi người dân đều được hưởng thành quả tăng trưởng bao trùm, phát triển bền vững.